Xin chào các chị nha. Bây giờ là mình quay căn nhà nè. Đó, bây giờ hôm nay đến sửa cho nhà nó còn nóng bỏng á. Bây giờ mình đến dọn dẹp để mình bán á. Nhà này nếu bán thì khoảng lời 200.000 đô la Mỹ đó. Ờ đó, cái nhà này. Giờ mình vô mình coi ha. Đẹp ha. Cái khu này khu nhà giàu á, nhưng mà nó lâu năm rồi. Nó bán nó có giá trị. Mình vô mình coi ha. Open. Chưa mở cửa. Mở cửa sao? Open đó. Yeah. Okay, can I show you the tour? Okay. We have spiders in the bed. You show me the house. Okay, we're gonna explore this area later. Ah, there's a spider. Để dẹp đập lên. There's a spider. Ah. Bật điện lên. Hi, đi, chào đi. Cái con này ai cắt? Nó cắt cao ghê. Chị. À, bây giờ là dọn nhà nè. Cá mi dọn nhà chưa? Cá mi ơi. Cá mi dọn nhà hả? No. No. Cá mi dọn nhà để bán nhà phải không? À. Bây giờ ai cũng dọn dẹp hết á. Để đăng lên bán á. Bây giờ phải lên áp mấy cái lá xuống ở trên cái phòng Thank you.
hợp hút thuốc không? Con mình đang làm gì đó con? Đang lập cây hả? À, con được bác kia nha, được bác kia kìa. Cái kia nó, con để bàn đi, con để bàn cho mami. Con ra để bàn. Cô đang là table đây nha. Đi nè, ông vào đây à. À. Thôi, đi à. À, giờ bán chỗ này đẹp, phong cảnh hữu tình. À. Yên tĩnh không? Người ta khoái ở mấy chỗ yên tĩnh. Càng yên tĩnh thì càng mắc tiền. Khe mì đang làm gì đó con? Hả? Khe mì làm gì đó? What are you doing? Getting a lot of sticks. Yeah, so... And I need new team members. Okay, so Alina, right? No, I don't need her. No! No! You're not doing anything, you're just doing that. Alina, help her pick the sticks. No, I don't need to. No! Did you help? You help? Let's go! No, yeah? Ah, Tommy. See, look, I need Tommy on my team. Okay, here's the best I have. Nina, pick this one, girl. No. Không khóc, ok. Thôi mình cũng tạm biệt tại đây nha, để mình dọn dẹp cùng mấy người luôn. Bye, thank you.